Nghị quyết số 19 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định chính sách hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn. Cụ thể, miễn tiền vé cho các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, giảm 50% giá vé cho các đối tượng, người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam. Điều kiện để được miễn giảm giá vé, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, người có công với cách mạng phải xuất trình giấy tờ có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên theo quy định của luật người cao tuổi phải xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi. Học sinh sinh viên phải có thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ hợp pháp khác.